Được thành lập từ năm 1996, làng du lịch Mỹ Khánh được biết đến như một điểm đến hấp dẫn và tiêu biểu nhất đồng bằng sông Cửu Long. Nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ gần 10 km trên tuyến lộ dòng cung lịch sử giữa hai chợ nổi Cái Răng và Phong Điền. Đến với làng du lịch Mỹ Khánh là dịp để du khách trải nghiệm nét văn hóa độc đáo mang sắc thái riêng biệt của miền sông nước Nam Bộ. Không ngừng phát triển và mở rộng quy mô các dịch vụ, làng du lịch Mỹ Khánh cung cấp đa dạng tour vui chơi và dịch vụ giải trí hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Nổi bật với nét kiến trúc hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, quý khách có rất nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng tại làng du lịch Mỹ Khánh với hơn 50 phòng bungalow và resort các loại, không gian rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, nội thất sang trọng và lịch sự với hàng loạt hệ thống dịch vụ cao cấp đạt tiêu chuẩn 3 sao, đem lại cho du khách những kỳ nghỉ bình yên, thoải mái, gần gũi với thiên nhiên xanh mát của một vùng sông nước. Đến với làng du lịch Mỹ Khánh, du khách sẽ được sống trong căn nhà cổ trên 100 năm tuổi và cùng trải nghiệm những giai thoại của những người giàu sang bậc nhất Nam Bộ thời bấy giờ. Với chương trình độc đáo về Tây Đô, quá thân thành điền chủ, du khách sẽ cảm nhận được dòng chảy lịch sử trong không gian cổ kính và huyền ảo, như tận mắt nhìn thấy được những sinh hoạt đời thường của chủ nhân ngôi nhà và cùng quá thân thành một gia đình điền chủ thăm thú đất đai. Với lợi thế vượt trội về vị trí, chỉ cách khoảng 3 km từ làng du lịch Mỹ Khánh, du khách có thể thưởng lãm chợ nổi Cái Răng từ mọi góc nhìn, tạo nên một không gian mênh mông, nhiều gam màu ấn tượng. Nối tiếp cuộc hành trình, du khách sẽ cùng trải nghiệm chương trình đặc sắc Một Ngày Làm Nông Dân, cùng tác mưng bắt cá, khám phá vườn trái cây của làng du lịch Mỹ Khánh với hàng chục loại trái cây đặc sản theo mùa, được tự tay hái và thưởng thức trái cây còn chín mọng trên cành. Tham quan và trải nghiệm làng nghề truyền thống với lò kẹo dừa, lò hủ tiếu, tìm hiểu nét kiến trúc độc đáo khu nhà văn hóa 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và khu nhà trưng bày nông cụ Nam Bộ. Đặc biệt, đến với làng du lịch Mỹ Khánh, gia đình và trẻ nhỏ sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều con vật nuôi khác nhau, cùng nhiều hoạt động giải trí như đua heo vui nhộn, đua chó địa hình, xiếc thú nghệ thuật, cá chép bú bình độc đáo, câu cá sấu thú vị, tham quan vườn thú hoang dã, vườn hoa Mỹ Khánh, cầu trên không và công viên với nhiều tiểu cảnh độc đáo đặc trưng vùng miền. Đến đây, du khách sẽ được tham quan mô hình nuôi chim yến và khu tinh chế yến sào cao cấp Mỹ Khánh, tận mắt nhìn thấy những công đoạn tỉ mỉ để cho ra một tổ yến tinh chế thành phẩm với chất lượng tuyệt hảo. Xuôi theo dòng nước trở về thời tiền sử của Nam Bộ, quý khách sẽ có những giây phút hồi hộp và thoát tim qua các trò chơi khám phá cội nguồn phương Nam, thử thách 18 tầng địa ngục, nơi chúng ta suy ngẫm về kiếp nhân sinh. Khu vui chơi giải trí xe điện đụng với các trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn như phóng phi tiêu, bắn cung, ném lon, cùng tổ hợp trò chơi dân gian mạo hiểm sẽ cực kỳ thách thức sự dẻo dai và tinh thần đồng đội, sẽ đưa chúng ta trở về với ký ức tuổi thơ. Hệ thống nhà hàng cũng đa dạng không kém, nhiều khu riêng biệt với công suất phục vụ cùng lúc hơn 5.000 khách, ẩm thực chợ quê cùng hàng trăm món ngon độc đáo mang sắc thái riêng biệt của miền sông nước Nam Bộ. Là nơi phù hợp để tổ chức các sự kiện khác nhau, từ hội nghị, hội thảo, liên quan, sinh nhật đến tiệc cưới. Đặc biệt với chương trình Team Building Gala sẽ được thực hiện tại khuôn viên hoạt động ngoài trời với sân cỏ, hồ nước rộng rãi và thoáng mát sẽ làm bùng nổ nguồn năng lượng của quý khách. Đến đây, du khách không thể bỏ qua cảm giác lên đên sông nước, hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức những món ăn đặc sản trên du thuyền. Với không gian rộng rãi, thoáng mát, du thuyền Mỹ Khánh rất phù hợp cho những buổi tiệc họp mặt gia đình, liên quan, sinh nhật, hội ngộ, ấm áp. Hòa mình vào cảnh sắc về đêm của Tây Đô cùng City Tour bằng xe điện du lịch Mỹ Khánh, du khách có thể dạo quanh những điểm đến nổi danh của thủ phủ đất chính rồng, tạo cho du khách một cái nhìn tổng quan về nơi được cho là địa linh nhân kiệt, cũng như thưởng thức và tìm hiểu nét văn hóa về đêm của mảnh đất Cẩm Thi. Làng du lịch Mỹ Khánh đã góp phần làm cho câu hát Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về, sống mãi trong lòng lữ khách. Mỹ Khánh luôn nở nụ cười tươi nhất để chào đón khách phương xa,
và khao khát giữ gìn phát triển các giá trị văn hóa Nam Bộ. Nụ cười và những kỷ niệm đẹp của quý khách là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Hãy đến với làng du lịch Mỹ Khánh để có những khoảnh khắc thật đẹp. Đến với Mekong, đến với Mỹ Khánh. Đến với Mekong, đến với Mỹ Khánh.